Trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em các cái bước cần thiết để viết được một cái decentralized application. Thì cái bước đầu tiên á là mình phải xác định được là mình sẽ đặt cái logic, cái business logic của mình ở đâu. Tại trong trường hợp thực tế á, thì sẽ có một số logic người ta để trong smart contract và sẽ có một cái logic người ta để ở trong cái back end. Nhưng mà ở trong cái scope của cái series này á, thì mình sẽ để tất cả mọi cái logic ở trên cái smart contract cho nó dễ. Nhưng mà anh em cũng biết thêm là ở ngoài thực tế thì sẽ có một số cái logic người ta để ở cái phần back end chứ không có để ở trên blockchain. Rồi, thì khi mà mình đã xác định được các cái logic của smart contract rồi thì mình mới bước vào mình code cái smart contract. Thì mình code thì mình có thể sử dụng Remix hoặc là mình có thể sử dụng các cái framework hỗ trợ để code smart contract như là Truffle hoặc là như là Hashed. Thì những cái công cụ đó thì mình sẽ giới thiệu ở trong cái video sau. Rồi, sau khi mà code xong cái smart contract thì một điều rất rất quan trọng đó là mình test cái smart contract của mình. Tại vì khi mà cái smart contract nó đã được deploy rồi á thì mình không thể nào mình sửa được cái code của nó nữa. Do đó cái chuyện test smart contract là rất 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 quan trọng luôn. Và mình sẽ sử dụng các cái framework để test smart contract của mình. Và mình sẽ viết các cái test case. Thì bình thường á, ít nhất á, trong cái trường hợp mà cơ bản nhất á, thì mình phải test toàn bộ các cái hàm ở trong smart contract của mình xem nó có chạy đúng không. Và đối với mỗi hàm á thì mình sẽ phải test happy path và unhappy path. Happy path có nghĩa là mọi thứ nó thỏa hết rồi nó chạy ra đúng kết quả. Còn unhappy path có nghĩa là có một cái gì đó sai sai ở giữa thì nó phải revert hoặc nó phải catch lỗi hay là nó phải ra lỗi sau đó. Thì đó là cái phần mà test smart contract thì mình cần phải test rất là kỹ. Có những cái dự án mà cái file test case nó viết còn mất thời gian hơn là viết cái smart contract nữa. Thì đó cái phần test rất là quan trọng. Đó, thì sau khi mà test xong cái smart contract rồi á, thì mình sẽ phải deploy nó lên trên một cái public testnet. Tại trong cái quá trình test của cái framework á, thì nó sẽ sử dụng một cái blockchain chạy local ở trong cái máy của mình. Nó build một cái môi trường blockchain để nó test local. Thì có thể cái blockchain local đó cái behavior của nó sẽ khác với lại cái blockchain thật. Do đó trước khi mà mình deploy lên cái blockchain thật thì mình sẽ deploy ở trên cái mạng testnet và tất cả các blockchain đó, nó đều có một cái testnet để cho phục vụ cho cái chuyện mình test. Đó, thì sau khi mà mình deploy lên trên testnet, mình test một vòng nữa, test thật kỹ tất cả cái chức năng, tất cả các cái happy path, tất cả các unhappy path, thấy nó ok rồi thì mình bắt đầu mình deploy lên trên mainnet. Và sau khi mà deploy lên trên mainnet thì ok, nghĩa là xong, mình đã làm được một cái decentralized application.